Xin chào các em, chào mừng các em trở lại tiết học toán của bộ sách cánh diều lớp 1. Để học tốt tiết học này, các em cần chuẩn bị sách toán, vở bài tập toán, que tính và thước kẻ. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu bài mới, đó là bài luyện tập. Cô mời các em nhắc lại tựa bài. Luyện tập Qua bài học này giúp các em củng cố lại bản cộng và thực hiện phép cộng trong phạm vi 10. Vận dụng kiến thức đã học về phép cộng trong phạm vi 10 vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. Tiếp theo cô và các em sẽ tìm hiểu bài tập số 1. Bài tập 1 số. Ở bài tập này yêu cầu các em điền số thích hợp vào ô trống. Để điền số đúng cô mời các em quan sát tranh. Bức tranh có hai bạn nhỏ, một bạn trai đếm các chấm tròn. Một bạn gái viết phép tính và kết quả của phép tính. Vậy bây giờ các em hãy giúp bạn trai đếm có bao nhiêu chấm tròn màu xanh? 1 2 3 4 5. Có 5 chấm tròn màu xanh. Có mấy chấm tròn màu đỏ? 1 2 3. Có 5 chấm tròn màu xanh, có 3 chấm tròn màu đỏ. Vậy bạn gái sẽ viết phép tính như thế nào? À giỏi lắm, bạn gái sẽ viết phép tính là 5 cộng 3. Đây là phép tính mà bạn gái viết ra, nên khi các em nhìn lên thì các em thấy các số bị ngược. Vậy 5 cộng 3 bằng bao nhiêu? Mình cùng đếm các chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả 8 chấm tròn. Vậy 5 cộng 3 bằng 8. Tương tự, các em đếm các chấm tròn và tìm kết quả của phép cộng. Có bao nhiêu chấm tròn màu xanh? 1 2 3 4 5 6. Có bao nhiêu chấm tròn màu đỏ? 1 2 3. Có 6 chấm tròn màu xanh, có 3 chấm tròn màu đỏ, cô có phép tính 6 cộng 3. Vậy 6 cộng 3 bằng mấy? Mình cùng đếm các chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả 9 chấm tròn. Vậy 6 cộng 3 bằng 9. Có mấy chấm tròn màu xanh? 1, 2. Có mấy chấm tròn màu đỏ? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Có 2 chấm tròn màu xanh, có 6 chấm tròn màu đỏ, có phép tính 2 cộng 6. Vậy 2 cộng 6 bằng bao nhiêu? Mình cùng đếm các chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 cộng 6 bằng 8. Có mấy chấm tròn màu xanh? À, có một chấm tròn màu xanh. Có mấy chấm tròn màu đỏ nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Có 1 chấm tròn màu xanh Có 7 chấm tròn màu đỏ Cô có phép tính 1 cộng 7 Vậy 1 cộng 7 bằng bao nhiêu? Mình cùng đếm các chấm tròn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 À có tất cả 8 chấm tròn Vậy 1 cộng 7 bằng 8. Có bao nhiêu chấm tròn màu xanh? 1, 2, 3, 4, 5. Có mấy chấm tròn màu đỏ? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 chấm tròn màu xanh. Có 5 chấm tròn màu đỏ. Cô có phép tính 5 cộng 5. Vậy 5 cộng 5 bằng mấy? Mình cùng đếm các chấm tròn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 có tất cả 10 chấm tròn 75 cộng 5 bằng 10 cô mời các em đọc lại 6 cộng 3 bằng 9 2 cộng 6 bằng 8 một cộng 7 bằng 8. 5 cộng 5 bằng 10. Vừa rồi các em đã đếm các chấm tròn để tìm ra kết quả của phép cộng. Vậy câu hỏi các em, nếu mình không đếm các chấm tròn thì mình làm cách nào để tìm ra kết quả của phép cộng? À, giỏi lắm. Mình có thể sử dụng các ngón tay nè, que tính hoặc các em tính nhẩm để tìm ra kết quả của phép cộng. Tiếp theo cô mời các em sang bài tập số 2. Bài 2, chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Các em quan sát tranh. Ở đây cô có những cái sản trên mỗi cái sản có các số. Số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Có 4 cái xô, trên mỗi cái xô có phép tính. 7 cộng 2 2 cộng 3 4 cộng 4 1 cộng 5 Nhiệm vụ của các em là tính nhẩm các phép tính Sau đó các em sẽ dùng thước để nối phép tính với kết quả đúng trên mọi cái sản Có một số em thì tính nhẩm nhưng chưa tìm ra được kết quả thì các em có thể sử dụng que tính hoặc ngón tay. Ví dụ đối với phép tính 7 cộng 2, các em lấy 7 que tính ra, sau đó lấy thêm 2 que tính nữa, đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính? Có tất cả bao nhiêu que tính nào? À giỏi lắm, có tất cả là 9 que tính. Vậy 7 cộng 2 bằng 9. Câu nói phép tính. 7 cộng 2 với cái sản số 9. Tiếp theo, phép tính 2 cộng 3. Các em lấy 2 que tính ra. Sau đó lấy thêm 3 que tính nữa. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính. Vậy 2 cộng 3 bằng mấy nào? À, giỏi lắm! 2 cộng 3 bằng 5. Vậy cô nói phép tính 2 cộng 3 là với cái giảng số 5. Tiếp theo, 4 cộng 4. Các em lấy 4 que tính ra. Sau đó lấy thêm 4 que tính nữa. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính. À, giỏi lắm. Có tất cả 8 que tính. Vậy 4 cộng 4 bằng 8. Cô sẽ nói phép tính 4 cộng 4 với cái sản số 8. Thế 1 cộng 5 bằng bao nhiêu nào? À, giỏi lắm. 1 cộng 5 bằng 6. Cô sẽ nói phép tính 1 cộng 5 với cái sản số 6. Cô mời các em đọc lại. 7 cộng 2 bằng 9. 2 cộng 3 bằng 5. 4 cộng 4 bằng 8. 1 cộng 5 bằng 6. Vừa rồi các em đã nói phép tính với kết quả rất giỏi. Tiếp theo cô mời các em sang bài tập số 3. Bài 3 tính. Đầu tiên cô và các em sẽ tìm hiểu câu A. Dựa vào kiến thức đã học, các em cho cô biết 7 cộng 1 bằng mấy? À, đúng rồi, 7 cộng 1 bằng 8. Thế 1 cộng 7 bằng bao nhiêu nào? À, 1 cộng 7 cũng bằng 8. 9 cộng 1 bằng mấy? Đúng rồi, 9 cộng 1 bằng 10. Vậy 1 cộng 9 bằng bao nhiêu? À, 1 cộng 9 cũng bằng 10. 6 cộng 3 bằng mấy? Đúng rồi, 6 cộng 3 bằng 9. Vậy 3 cộng 6 bằng bao nhiêu? À các em giỏi lắm, 3 cộng 6 cũng bằng 9. Các em chú ý, trong phép cộng khi hai số đổi chỗ cho nhau thì kết quả không thay đổi. Ví dụ 6 cộng 3 bằng 9 thì 3 cộng 6 cũng bằng 9. Ta có thể nói 6 cộng 3 cũng bằng 3 cộng 6. Cô mời các em đọc lại. 7 cộng 1 bằng 8. 1 cộng 7 bằng 8. 9 cộng 1 bằng 10. 1 cộng 9 bằng 10. 6 cộng 3 bằng 9. 3 cộng 6 bằng 9. Tiếp theo ta sang câu B. Các em cho cô biết 7 cộng 0 bằng mấy? À đúng rồi, 7 cộng 0 bằng 7. Vậy 0 cộng 7 bằng bao nhiêu? À, giỏi lắm, 0 cộng 7 cũng bằng 7. 8 cộng 0 bằng mấy? Đúng rồi, 8 cộng 0 bằng 8. Thế 0 cộng 8 bằng bao nhiêu? À, 0 cộng 8 cũng bằng 8. 10 cộng 0 bằng mấy? Đúng rồi, 10 cộng 0 bằng 10. Vậy 0 cộng 10 bằng bao nhiêu? À 0 cộng 10 cũng bằng 10. Các em chú ý, trong phép cộng mà có số 0, thì số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Và số 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó. Ví dụ, 10 cộng 0 bằng 10. 0 cộng bằng 10 cộng 10 cũng bằng 10. Tiếp theo ta sang bài tập số 4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Các em quan sát tranh A. Tranh vẽ gì nào? À, bức tranh vẽ chuồng gà và những con gà. Trong chuồng gà có một số con gà. Ở ngoài chuồng gà cũng có một số con gà đi tới. Vậy, dựa vào tranh, các em hãy nêu tình huống và tìm phép tính thích hợp điền vào ô trống. Cô mời các em làm vào vở bài tập. Rồi chưa nào? Mình cùng kiểm tra nhé. Cô có thể nêu tình huống như sau. Trong chuồng gà có 4 con gà. Có 3 con gà đang đi tới, có tất cả mấy con gà? Vậy các em đã tìm được phép tính chưa nào? À, đầu tiên, các em quan sát trong chuồng gà có mấy con gà? Một, hai, ba, bốn. Cô viết số bốn. Tiếp theo, có mấy con gà đi tới? Một, hai, ba... Có 3 con gà đi tới, đi tới là ta thêm vào hay ta bớt ra? À đúng rồi, đi tới là ta thêm vào, thêm vào thì ta thực hiện phép tính gì? À giỏi lắm, thêm vào thì ta thực hiện phép tính cộng. Vậy cộng mấy con gà? 1, 2, 3, cộng 3 con gà. Cô có phép tính 4 cộng 3, vậy 4 cộng 3 bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 cộng 3 bằng 7. Có tất cả 7 con gà. Cô mời các em đọc lại. 4 cộng 3 bằng 7. Tiếp theo ta sang tranh B. Đây là quả gì các em? À, đây là quả bí đỏ. Rổ thứ nhất có một số quả rổ thứ hai cũng có một số quả vậy dựa vào tranh các em hãy nêu tình huống và tìm phép tính thích hợp điền vào ô trống các em làm vào vở bài tập xong chưa nào mình cùng kiểm tra nhé cô có thể nêu tình huống như sau có hai rổ bí. Rổ thứ nhất có 5 quả bí. Rổ thứ hai có 4 quả bí. Có tất cả bao nhiêu quả bí? Muốn biết có tất cả bao nhiêu quả bí ta thực hiện phép tính gì? À giỏi lắm, ta thực hiện phép tính cộng. Lấy mấy cộng mấy nào? À đúng rồi, lấy 5 cộng 4. Vậy 5 cộng 4 bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À có tất cả 9 quả bí. Cô mời các em đọc lại. 5 cộng 4 bằng 9. Sau tiết học, các em hãy tìm thêm các tình huống có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 và nêu lại cho người thân mình nghe nhé. Các em nhớ lấy vở bài tập ra và làm lại các bài tập của ngày hôm nay. Tiết học đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.